Xin chào các bạn, mình là Hà Phương và hiện tại thì mình đang là sinh viên năm tư của trường đại học Jochi. Thì thật ra là ấy, trong cái quá trình mình học tiếng Nhật ấy, hầu hết thời gian mình đều phải là tự tìm hiểu và tự học hỏi. Và lúc đầu mình làm cái bài đọc hiểu ở trong đề thi tiếng Nhật ấy, thì mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn, như kiểu là mình không hiểu văn phong của người Nhật, như là hoặc là mình không biết nhiều kanji hay là mình không có đủ thời gian để làm bài. Thế nhưng mà sau một thời gian mà mình đúc kết kinh nghiệm ấy, thì cuối cùng là mình đã đạt được một cái thành tích, đó là trong bài thi N1 tiếng Nhật thì mình đã được full điểm bài đọc 60/60. Hôm nay thì mình sẽ muốn chia sẻ với các bạn những cái tip mình dùng ấy để đạt điểm số cao trong bài đọc hiểu của tiếng Nhật. Với cả là ở trên kênh Go With Mai trước đây thì chị Mai đã có làm một cái số video chia sẻ về cách chị Mai làm bài để đạt được điểm số 60/60 trong bài đọc N1 tiếng Nhật. Và hôm nay thì mình sẽ muốn là nhấn mạnh thêm một số kỹ năng và muốn mở rộng thêm một số kỹ năng cho các bạn. Bạn nào quan tâm thì hãy xem hết cái video này nhé. Thì cái vấn đề đầu tiên mà mình muốn nói tới đó là vấn đề về quản lý thời gian trong khi làm bài thi. Thì một trong những cái tip mà mình hay dùng đó là trước khi mình đọc đoạn văn thì mình sẽ đọc cái câu hỏi trước. Tại sao mình làm như thế? Bởi vì là mình muốn xác định dạng bài và mình muốn xác định dạng câu hỏi. Thường sẽ có hai dạng câu hỏi trong bài đọc của tiếng Nhật. Dạng thứ nhất đó là câu hỏi quy nạp. Câu hỏi quy nạp thường là những câu như kiểu là Kono bunshou no naiyou ni aou no wa dou de ka? Tức là ví dụ như trong đáp án A, B, C, D ấy, thì cái đáp án nào nói lên cái nội dung của cái bài đọc đấy nhất. Thì đối với những cái câu hỏi quy nạp này, thường các bạn sẽ phải đọc như là hết hoặc là gần hết cái đoạn văn đấy thì bạn thì mới tìm được cái đáp án chính xác. Thế nhưng mà có cái dạng câu hỏi thứ hai, đó là dạng câu hỏi chi tiết. Dạng câu hỏi chi tiết tức là sao? Nó sẽ hỏi về chi tiết của một phần ở trong bài đọc thôi. Thì đối với dạng câu hỏi chi tiết này, bạn nào mà không có thời gian ấy, hoặc là kiểu chưa làm bài đọc quen thì không cần phải đọc hết cái bài đọc đó, mà sẽ có một cách, đó là bạn đọc cái câu hỏi đầu tiên, xong rồi bạn tìm cái từ khóa ở trong cái câu hỏi đó. Tìm được từ khóa rồi thì bạn sẽ gạch chân, rồi tiếp đến bạn sẽ lội lên cái đoạn văn đó và bạn tìm cái từ khóa trong cái đoạn văn đó. Sau đó bạn sẽ đọc được những cái câu trước và câu sau của cái từ khóa đó. Thường cái phần gần từ khóa sẽ là cái phần ghi cái câu trả lời cho cái câu hỏi đó. Thì cái cách này nó sẽ áp dụng cho những bạn nào mà chưa quen với việc đọc nhiều và muốn tiết kiệm thời gian. Mình sẽ để một cái ví dụ để mình giải thích thêm về cái cách này ở cuối video, nên là bạn nào muốn xem ví dụ thì hãy xem hết cái video này nhé. Ok, rồi đến phần thứ hai mình muốn nói đến trong việc quản lý thời gian, đó là việc đo thời gian chính xác khi mà các bạn thử làm bài ở nhà. Thì đối với mình, ngày xưa mình làm ấy, mình không hề có nhiều thời gian để mình ôn luyện cho N1. Mình không có thời gian để mình làm các bài trong sách tham khảo. Nên là cái cách mình đã chọn đó là mình thường luyện tập bằng những đề thi thử luôn. Thì mỗi lần mình làm cái đề thi thử đó ấy, mình sẽ thường set up luôn cái thời gian mà mình phải làm xong. Ví dụ như là ở trên trang web của cái kỳ thi tiếng Nhật ý, thì người ta có nói là cái phần ngữ pháp này, phần từ vựng này và phần đọc hiểu này các bạn phải làm trong vòng 90 phút. Thì mình sẽ đo thời gian là chính xác trong vòng 90 phút đó mình phải làm hết cái 3 phần đấy. Thì ưu điểm của những việc này ý, đó là nó sẽ tạo cái áp lực thật cho bạn, đó là bạn sẽ quen với không khí thi hơn. Và cái thứ hai đó là bạn sẽ biết chính xác hơn là mình dành bao nhiêu thời gian cho từng phần, và khi đó thì bạn sẽ có thể điều chỉnh. Thì cái vấn đề thứ hai mà mình muốn nói tới đó là cách mà mình giải đề và cách mình làm bài. Thì cái tip đầu tiên ý, là khi mà mình đọc đoạn văn ở trong tiếng Nhật, mình sẽ cố gắng không dịch nó sang tiếng Việt mà mình sẽ tư duy luôn theo tiếng Nhật. Ngữ pháp tiếng Nhật và ngữ pháp tiếng Việt rất là khác nhau á, nên là khi mà bạn cố gắng dịch nó sang tiếng Việt ấy, bạn sẽ mất rất nhiều thời gian và bạn sẽ bị loạn. Thế nên là thay vì cái việc đó, mình sẽ cố gắng tư duy nó theo tiếng Nhật. Khi mà mình gặp một cái đoạn văn hoặc một cái câu văn rất là dài ấy, thì mình không hiểu gì, lúc đấy mình sẽ bình tĩnh. Việc đầu tiên mình thường làm đó là mình xác định chủ ngữ. Tại sao lại như thế? Bởi vì trong tiếng Nhật ấy, rất nhiều câu người ta sẽ ẩn chủ ngữ, nên là họ sẽ có thể là viết chủ ngữ ở câu trước gì đó hoặc là câu trước nữa, nên là mình phải lộn lên mình tìm lại.
xác định xem là cái đối tượng trong câu văn đó người ta muốn nói đến là đối tượng gì. Rồi cái bước thứ hai sau khi mình xác định chủ ngữ xong ạ, thì mình sẽ đi phân tích bố cục câu đó theo ngữ pháp tiếng Nhật. Ví dụ mình xác định theo đến phần nào thì là một vế câu, một hành động diễn ra. Rồi cái hành động tiếp theo là gì. Rồi sau khi mà mình phân tích hết xong cái bố cục đó, mình ghép lại, mình tư duy, thì mình sẽ có thể hiểu được cái ý nghĩa đại khái của câu đó. Để mà nói rõ thêm về cái tip này thì mình sẽ để một cái ví dụ ở cuối video này và mình làm thử cho các bạn xem. Thì bạn nào quan tâm và muốn hiểu rõ thì hãy xem đến hết video nhé. Rồi thì cái tip thứ hai trong phần cách giải đề đó là để ý đến những cái từ nối ở trong bài văn, trong đoạn văn. Thì những cái từ nối này nó có thể như kiểu là tsumari hay là shikashi. Thì rất nhiều trường hợp ấy, đó là những cái ý chính ở trong bài văn, ở trong đoạn văn nó được viết sau cái từ nối đó. Và bằng việc là đọc những cái nội dung ở đằng sau những cái từ nối đó, các bạn sẽ có thể hiểu được cái nội dung khái quát của cái bài văn đó. Ví dụ như là sau tsumari thì thường là tác giả sẽ tóm gọn lại những cái gì mà đã được viết ở trên, hay là sau shikashi thì tác giả sẽ nêu ra cái ý kiến riêng của mình và nó trái chiều so với những cái gì đã được viết ở trên. Rồi cái cuối cùng mà mình muốn nói đến trong phần cách làm bài đó là các bạn phải đặt mình trong tâm thế của người viết. Tại sao lại như vậy? Bởi vì là ở trong bài đọc hiểu của tiếng Nhật thì sẽ có rất nhiều đáp án mà nó đúng với tư duy thông thường và triết lý sống thông thường. Nên theo một cái phản xạ các bạn sẽ nghĩ ngay đây là cái đáp án đúng. Thế nhưng mà thật ra ấy, những điều mà tác giả suy nghĩ có thể không phải như vậy, hay thậm chí là tác giả không đề cập đến cái vấn đề như vậy ở trong bài viết của mình. Ví dụ như là có một câu chuyện là anh B đi ngoại tình chẳng hạn. Thì nếu mà nghe đến cái việc ngoại tình ấy, thì các bạn sẽ nghĩ ngay à đây là thường tác giả sẽ muốn phán xét và lên án đúng không? Thế nhưng mà có thể có trường hợp đấy là tác giả trong bài văn của mình lại muốn đưa ra một số lý do hoặc một cái hoàn cảnh đặc biệt nào đó làm cho anh B đi ngoại tình chẳng hạn, là tác giả không phải với mục đích là lên án hay phán xét mà viết cái bài văn đó để thể hiện cái sự đồng cảm hay cái sự thương hại đối với anh B chẳng hạn. Nên là mình chỉ muốn nhấn mạnh rằng là cái câu trả lời nó không phụ thuộc vào điều các bạn nghĩ gì và các bạn quyết định thế nào, mà nó phụ thuộc vào việc tác giả nghĩ gì và viết gì ở trong bài văn đó. Cái vấn đề cuối cùng mà mình muốn nói đến hôm nay ấy, đó là nếu các bạn muốn nâng cao cái kỹ năng đọc hiểu của mình thì quan trọng nhất vẫn là các bạn phải đọc rất là nhiều. Thật ra trong cái lần đầu mà mình thi N1 thì mình vẫn đỗ, thế nhưng mà mình không được đạt cái điểm tối đa của bài đọc hiểu. 2 năm sau mình thi lại N1 thì mình đã đạt điểm tối đa của bài thi N1 đọc hiểu nhờ vào việc là mình đã rèn luyện kỹ năng đọc bằng cách mình đọc rất là nhiều tài liệu, không chỉ là đề thi thử mà còn như kiểu là sách báo ngoài luồng. Các bạn có thể đọc những cái như kiểu là NHK hoặc là những cái sách phù hợp với khả năng của các bạn. Bằng việc đó thì các bạn sẽ có nâng cao được vốn từ vựng của mình này, sẽ hiểu ngữ pháp này, tư duy nhanh hơn bằng tiếng Nhật này, và hiểu được cái phong cách mà người Nhật viết như thế nào. Bây giờ thì mình sẽ đưa ra cho các bạn một cái ví dụ về việc tiết kiệm thời gian bằng cách là đọc câu hỏi trước và xác định từ khóa ở trong câu hỏi. Bây giờ mình sẽ đọc câu hỏi trước nha. Đây là bước 1. Hekusha ni yoruto hanashi kotoba no juyou na tokuchou to wa nani ka? Và mình sẽ thấy là trong cái câu hỏi này, những cái từ mà đưa ra cho mình hint tội nhiều nhất, là những cái từ mà đặc biệt nhất trong câu hỏi, đó là từ hanashi kotoba và từ tokuchou. Rồi, bây giờ mình đến bước 2. Bước 2 là mình sẽ đi tìm những cái từ khóa ở đó trong đoạn văn. Cái bài này thì mình thấy là cái từ khóa nó nằm ngay ở trong câu đầu tiên này. Đây này, hanashi kotoba và tokucho. Rồi đến bước 3. Bước 3 là mình sẽ đọc cái đoạn xung quanh của từ khóa nha. Mình sẽ đọc kỹ hanashi kotoba no mottomo juyou na tokucho wa. Thì cái đặc điểm nổi trội nhất của cái ngôn ngữ giao tiếp là koe o tsukau tokoro ni aru no dewa naku kikite ga me no mae ni iru という tokoro ni arimasu. Không phải nằm ở việc là các bạn cất tiếng nói và sử dụng tiếng nói của mình, mà nó nằm ở việc là cái người nghe nằm ở trước mặt bạn. Ok, rồi mình xong bước 3 rồi thì mình sẽ đến bước 4. Mình sẽ đi tìm đáp án. Mình sẽ cố gắng là mình tìm cái đáp án sát nghĩa nhất so với cái câu mà mình vừa đọc.
Câu số 1. 話し手と聞き手が声を使って情報を共有するところ。Ở đây người ta nói là 声を使って mở rộng trên thì rõ ràng người ta nói là 声を使うところにある。No ではなく tức là phủ định luôn rồi. Không phải ở việc là chúng ta sử dụng tiếng nói ở mình đúng không? Thế nên ở đây nó sẽ là bắt chữ luôn. Đáp án số 2. 話し手と聞き手の関係が多様であるところ。Mối quan hệ của người nghe và người nói thì nó rất là đa dạng. Thật ra thì cái vấn đề này mình chưa thấy tác giả đề cập đến trong cái đoạn mình vừa đọc, nên là mình chưa chọn. Mình vẫn để nó sang các cự. Câu số 3. 話し手が聞き手との親しさによって表現を使い分けるところ。Tức là dựa vào cái độ thân thiết của người nói và người nghe thì cái từ ngữ mình sử dụng nó sẽ khác. Cái này mình cũng chưa thấy là tác giả đề cập đến trong cái đoạn mà mình vừa đọc ở đoạn ở đợt trên, nên là mình sẽ để nó là sang các cự, mình chưa chọn. Và câu số 4. 話し手が聞き手と場面を共有するところ。場面を共有する tức là hai người ở cùng một chỗ, người nói và người nghe ở cùng một chỗ. Thế thì cái câu này nó sát nghĩa nhất với cái câu đầu của đoạn văn rồi. Nên trong cái điều kiện là mình không có đủ thời gian mình đọc hết tất cả các đáp án và đọc hết cả bài ấy, thì mình sẽ chọn câu số 4 là sát nghĩa nhất với cái đoạn xung quanh từ khóa. Ok. Thì các bạn lưu ý là cái bài này nó là bài đơn giản, nên là ở trong đoạn văn người ta cho bạn cái từ đúng với cái từ từ khóa này luôn, là tục trổ. Thế nhưng mà thông thường trong thực tế thì người ta sẽ có thể đưa cho bạn những cái từ mà nó cùng nghĩa với từ tục trổ này trong đoạn văn. Ví dụ người ta có thể đưa cho bạn cái từ là xê xích sự chẳng hạn. Đó. Thì nó đòi hỏi là các bạn sẽ phải tự nhận ra cái từ đồng nghĩa với từ khóa ở trong đoạn văn và các bạn phải tự luận. Thì bây giờ mình sẽ đưa ra cho các bạn một cái ví dụ về việc mình tư duy trong tiếng Nhật nó như thế nào. Nhưng các bạn lưu ý là mục đích mình cái bài này nó là để các bạn hiểu được ý nghĩa, nên là có nhiều đoạn mình phải dịch nó sang tiếng Việt. Nhưng còn bình thường thì mình sẽ cố gắng là mình tư duy theo tiếng Nhật nha. Rồi mình cùng vào bài luôn nhá. Thì đầu tiên, trong cái vế đầu tiên mình nhìn thấy cụm nitsuite. Nitsuite này thì mình nhớ nó là về một cái vấn đề gì đấy, về một cái việc gì đấy. Rồi, thế thì mình luận luôn là à, cái câu này nó chỉ là một cái câu mở đầu thôi, một cái câu phụ và nó không thực sự ảnh hưởng lắm đến cái ý nghĩa chính của cái câu này. Nihon ni wai no yusu chisuru koto ni tsuite, tức là về cái vấn đề là xuất khẩu rượu vang sang Nhật đó. Thì tiếp cái câu sau, mình thấy có trợ từ ga ở đây, và thông thường nếu mà các bạn thấy động từ ga và wa ở đầu câu thì đứng trước ga và wa nó sẽ là chủ ngữ của câu đó. Ở đây chủ ngữ là France no wine se sang shashudan no hitotsu, tức là một cái tổ chức sản xuất rượu vang của Pháp. Thì cái tổ chức này nó làm sao? Để biết nó làm sao thì mình sẽ lộn xuống dưới cuối cùng của câu và mình tìm cái động từ. Thông thường trong tiếng Nhật thì cái động từ sẽ nằm ở cuối câu. Mitometa, động từ cuối là mitometa, và cái này nó có nghĩa là công nhận và chứng nhận một cái điều gì đó. Thì cái tổ chức rượu vang này nó công nhận cái điều gì? Để biết là nó công nhận cái điều gì thì mình sẽ lộn ngược lên để mình tìm cái phần bổ nghĩa cho nó. Đây này, công nhận cái điều là cái phần mà mình gạch chân đây này. Trong này thì mình thấy hai cụm ngữ pháp, đó là irete và động từ thể te đúng không? Động từ thể te thì cái này nhiều bạn đã học từ lúc đầu, nó chỉ đơn giản là liệt kê các hành động thôi. Và cái thứ hai nó là surukoto. Surukoto thì cái này thì không biết các bạn có nhớ không, nhưng mà suru nó là động từ, nhưng mà khi mà nó cộng thêm, đây là động từ nhá, khi nó cộng thêm koto vào nó sẽ biến thành danh từ, tức là một việc gì đó. Thì cái tổ chức này nó đã công nhận cái việc là cho rượu vang vào cái chai nhựa và sau đó đem đi bán. Các bạn lưu ý ở đây là cái chủ ngữ là rượu vang nó đang bị khuất, và tự mình phải suy luận là cái chủ ngữ nó là rượu vang vì nó đang là cái đối tượng được nói đến trong câu. Rồi đến cái câu thứ hai, sore made wa, trước đó thì. Rồi, trong câu này mình lại thấy một cái cụm nữa, đó là toshite. Toshite này thì nếu nó đứng ở giữa câu nó sẽ được hỏi là vì vậy. Vì vậy nên thế nào đó. Rồi thì vì cái gì thì mình sẽ lộn ngược lên mình đọc tiếp.
ワインはガラス製の瓶に入れて販売すること。Ở đây mình dừng một nhịp. Tại sao mình lại nhịp dừng một nhịp ở đây? Bởi vì đây nó là một danh từ rồi. Như ở trên mình giải thích, suru koto nó là một danh từ rồi. Cái việc mà cho rượu vang vào cái chai thủy tinh và đem đi bán. Lại có trợ từ gá. Chứng tỏ là cái này, cái việc mà cho rượu vang vào chai thủy tinh và đem đi bán nó là một chủ ngữ. Cái chủ ngữ này nó làm sao? Nó được rất là nozomareru, tức là nó được rất là yêu thích, nó được cho là rất là lý tưởng. Mình gộp nó lại với cái vế toshite thì mình hiểu cái mệnh đề này là vì rằng cái rượu vang mà cho vào chai thủy tinh mà đem đi bán ý, thì mọi người rất là thích. Thế nên đằng sau là hite teki na tachiba datta. Hite teki na tachiba datta nghĩa là bị phủ nhận và bị nhận rất là nhiều ý kiến trái chiều. Thì ở đây mình lại suy nghĩ là ủa, tại sao lại bị phủ nhận và bị nhận rất là nhiều ý kiến trái chiều? Bởi vì rõ ràng ở trên nó đang ghi là nozomareru cơ mà. Thì cái gì đang bị phủ nhận? Ở đây nó lại là một cái ví dụ đặc trưng cho việc bị khuất chủ ngữ nha. Mình lại phải lộn lên câu chiên và mình tìm cái chủ ngữ của nó. Mà các bạn chú ý, đã là chủ ngữ thì phải là một danh từ. Thì trong câu trên, cái danh từ phù hợp nhất để làm chủ ngữ cho câu 2 đó là Betoboteru ni irete hanbai suru koto, là cái việc cho rượu vang vào cái chai nhựa và đem đi bán thì nó bị nhận rất nhiều ý kiến trái chiều. Ok. Thì đây là tất cả những điều mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Và mình hy vọng là những điều đó sẽ giúp cho các bạn trong cái con đường chinh phục những bài thi tiếng Nhật của mình. Hẹn gặp các bạn trong những video lần sau. Và hãy nhớ like và subscribe cho chúng mình nhé.